Chào các bạn đã quay lại với kênh Lọ Mọ. Hôm nay mình sẽ làm video để đóng cái pin 2S cho cái máy bay điều khiển từ xa này. Mình sẽ đóng 2 cell bằng cái pin 18650 của Samsung. Dung lượng mỗi viên này là 2500 mAh, 4V. Để đóng pin 2S thì mình sẽ đấu nối tiếp như này. Sẽ cho 8V và dung lượng là 2500 mAh. Mình sẽ đóng thử xem nào cái máy bay này nó có cõng được không. Với dung lượng 2500 mAh này chúng ta bay thoải mái. Đây là cái jack để cắm nguồn này, để cắm pin này. Mình sẽ dùng cái jack này. Mình sẽ sử dụng cái mạch 2S này để bảo vệ pin và sạc cân bằng luôn cho pin. Bây giờ mình sẽ dùng keo nến để cố định hai viên pin này với nhau. Các bạn chú ý là phải hai đầu viên pin nó phải chéo nhau như này. Bây giờ chúng ta sẽ hàn các cái tiếp điểm với nhau. Đây là 0V, sẽ hàn vào cái điểm B trừ. Đây là 8V, sẽ hàn vào cái điểm B cộng.
Ở đây là 4V. Sẽ hàn vào cái điểm BM. Các bạn hàn như thế này. Bây giờ mình sẽ thử đo. P cộng và P trừ là hai cái cực để sạc và sử dụng. Mình sẽ đấu giáp vào đây, âm dương vào đây. Đây các bạn thấy là 7,7V. Pin này chưa sạc đầy. Điểm này là 4V. 3,8V. Rồi như vậy mình đã đóng xong rồi. Bây giờ mình sẽ dán băng dính lại thôi. Giờ mình sẽ hàn cái rắc sạc và cái đầu rắc sử dụng đây, và hai cái điểm P cộng và P trừ đây. Cực dương sẽ là P cộng và cực âm sẽ là P trừ. Rồi, như vậy là mình đã đóng xong rồi. Để sạc cái pin này thì các bạn sử dụng cái sạc 4,8V 1A. Có thể dùng 2A cũng được, 1A thì nó sẽ sạc chậm hơn nhưng mà nó bền hơn cho pin. Các bạn cắm đầu này vào sạc. Đây đèn báo sạc này. Có đèn báo rồi. Khi bạn cắm sạc thì nó sẽ chuyển sang đèn đỏ. Các bạn chú ý cắm đúng cực, không là nó bị cháy đấy, cháy mạch đấy. Đây là cái rắc cái, nó có một cái rãnh này. Các bạn xoay cái rãnh này xuống dưới. Đó. Như vậy là pin này đã an rồi. Không hiểu là nó có kéo được cục pin này không, hy vọng là kéo được. Máy bay này rất là to. Pin này rất là nặng. Rồi, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là đóng một cái cục pin S2 cho cái máy bay điều khiển từ xa. Cục pin này có dung lượng là 2500 mAh, 8V. Nếu mà bay được thì chắc là bay rất là lâu. Mình sẽ test bài bay thử ở các video khác nhé. Video của mình hôm nay dừng ở đây. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và chia sẻ giúp mình. Nhớ đăng ký subscribe kênh để được xem những video mình chế nhiều đồ khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.